Xin chào các bác. Vừa rồi thì em có về một lô kính khoảng hơn 20 cái. Thì hôm nay em rảnh thì em đăng lên em bán. Thì giá từ 1 triệu rưỡi cho đến 3 triệu tùy từng cái nhé. Hôm nay em đăng 5 cái. 5 cái kính giọt nước, kính dây ban, kính thời trang của dây ban. Giá từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu. Thì em sẽ quay chi tiết từng cái một về báo giá. Thì bác nào quan tâm những sản phẩm nào thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 thì em có một cây mã số 1 này thì giá 1 triệu 500 nghìn luôn nhá. Cây này nó không có hộp. Cây này thì nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Các bác nam nữ đeo được hết, người già trẻ, gái trai đeo được hết. Dây ban đó nhá. Các bác nhìn rất đẹp ạ. Dây ban, có logo dây ban này. Cái tròng kính này thì em nhìn thì nó gần như nó không có vết xước nào cả. Đâu nhá. Rất là đẹp. Tròng kính rất đẹp. Bên trong này thì nó có chữ là 5915 qua này. 5915. Còn mấy chữ này nó mờ mờ thì nó rất là khó đọc. Toàn chữ Tây chữ Tàu đúng không ạ? Bên này thì chữ nó đẹp hơn. Bên này có cái logo dây ban này, có cái logo dây ban chỗ này, vị trí này. Mã kính là cha đi tion thôi nhé, cha đi tion, kính thời trang, kính dâm, kính thời trang, các bác đeo đi chơi, đi du lịch, đi cà phê rất là đẹp, đi tập thể thao nhìn rất là đẹp thôi nhé. Cây này thì nó có cái size là 10 14 cũng nhá. Em đo trong lòng 14, còn đo cả cả bên ngoài là 14 năm. Đo bên ngoài thì nó là 14 năm thôi nhá. Đấy, từ mép ngoài bên bên trái sang mép ngoài bên phải 14 năm. Còn đo trong lòng của cái gọng này thì nó là 14. Cái này em bán giá 1 triệu 500 nghìn luôn nhá. Toàn bộ những sản phẩm này, này em đấu giá từ bên Nhật về. Các bạn yên tâm là hàng chính hãng thôi nhá. Các bạn yên tâm. Kính này thì cái độ đẹp của nó thì em nhìn sơ qua em đánh giá thì độ đẹp của nó khoảng 97 98%. Nhìn nó rất là đẹp các bạn. Nó có đây nó có cái nhựa này các bạn, nó là cái nhựa nhưng mà chỗ này nó có cái màu khác nhau. Nhìn rất là năng động cá tính các bạn. Giá 1 triệu 500 nghìn các bạn nhé. Mã số 1, mã số 1 giá 1 triệu 500 nghìn. Thì em bán cả loa đài, bán cả kính luôn nhá. Bán đủ thứ luôn. Mã số 1, 1 triệu 500 nghìn. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là BL6214. Kính giọt nước các bạn nhé. Kính này giá 3 triệu. Cái mã này thì nó sản xuất khoảng những thập niên từ những năm 1980. Cái này thì nó có kính nha con này, kính này. Bên trong thì nó có cái sách. Sách này chắc của hãng. Đây là hộp đây. Có chữ dây ban. Đằng sau thì nó các bác xỏ thắt lưng ra vào đây nhá. Các bác xỏ thắt lưng ra vào đây, các bác luồn vào đây này. Đấy, để các bác xỏ vào. Kính này thì nó đã qua sử dụng rồi nhá, mấy chục năm rồi nhưng mà cũng còn rất là đẹp. Đây là cái mắt kính này. Mắt kính thì em nhìn sơ qua thì nó không có cái vết xước đâu cả. Không có vết xước nào đáng chú ý đâu nhá. Nói chung là đẹp, kính mắt kính thì rất là đẹp. Có chữ dây ban ở góc này. Bên dưới có cái logo JBL, à bên bên dưới này có cái nó hãng họ chuyện cái chữ BL ở đây nhá. BL bằng cát. Bên này cũng có này các bạn. Rất đẹp. Vị trí bên trên này, càng trên này thì nó có chuyện cái chữ BL dây ban USA. Do cái điện thoại của em nó lấy led hơi kém cho nên em quay gần cho các bác nhìn rất là khó. Mấy chỗ này nó là ánh điện, em để ánh điện cho nên nhìn nó cũng hơi khó quá nhé. Vị trí này thì nó có vết hơi ố, ố này do hàn nhá, do cái vị trí này người ta hàn thì nó hơi ố ố này thôi.
cái này nó không 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 phải là nó không phải han gì. Đây là cái vân tay của anh, cái vân tay thôi, cái vân tay em vừa cầm vào này. Mắt kính thì rất đẹp đấy, mắt thì rất đẹp quá nhé, không cần như không biết trước đâu cả. Cái con ve này con rất là trắng thôi nhé, con ve rất là trắng, có cái BL, có chữ BL bên trong này. Ve rất trắng. Kính này thì cũng được sử dụng ít nên là nó cũng còn khá đẹp quá, khá đẹp. Chỗ này nó có chữ đây, chữ thì nó nhựa trắng, nó hơi mờ, nhìn nó hơi khó đọc. Cái này còn rất đẹp thôi nhé, còn rất đẹp, nó không phải là hàng mới, nó hàng cũ đã qua sử dụng mấy chục năm rồi nhưng nó còn rất đẹp quá. Độ đẹp của nó khoảng trên 90%. Cái này nó là bụi đấy các bác, em nào lau đi nó sạch đấy, lau đi nó sạch đấy các bạn. Đây các bác nhìn này, rất đẹp quá nhé, ánh sáng của nó rất là đẹp, rất là dịu mắt các bạn. Mã số 2 này em bán giá 3 triệu nhé, mã số 2 giá 3 triệu. Một cây kính cổ thập niên khoảng 80, đến này là hơn 40 năm rồi nhưng mà cũng là rất là đẹp so với tuổi của nó. Giá 3 triệu mã số 2. Mã số 2 BL6214 giá 3 triệu. Tiếp theo là mã số 3, mã số 3 là GB3026. Nó không có hộp, cái này thì em bán 2 triệu. Thì báo cáo các bác là cái dòng này thì nó cũng có hàng giả hàng nhái không nhá. Ở bên Nhật nó cũng có hàng giả hàng nhái, vừa rồi em về lô khoảng hơn 20 cái thì cũng dính mất hai cái hàng giả thôi nhá. Thì cái đấy em sẽ quay cho các bác xem chứ em không bán, tại vì nó là hàng nhái. Mã số 2 là GB3021 à, 3026 giá 2 triệu. Đây nó có cái logo Japan ở bên góc bên này. Mắt kính thì cũng còn rất là đẹp, mắt kính thì không gần như không vết xước nào, rất đẹp quá, không biết suốt đâu các bạn. Đây là những cái vết bụi được các bạn, bụi nó bám lau đi thì không có vết suốt đâu cả. Đấy, rất đẹp quá nhé. Cây này thì nó được sản xuất tại Italia này, sản xuất tại Ý. Aviator 3026 GB3026 nhé, GB3026 và được sản xuất tại Ý, made in Italia ở bên này. Nhưng mà cái chữ này nó cũng cũng mờ rồi. Cái kính này đã được người ta sử dụng cũng khá là nhiều, cũng khá là nhiều các bác nhé. Đây là con V của nó đây, con V của nó in chữ GB bên trong, GB bên trong cái này này, bên này thế đấy. Con V này cũng còn trắng, trắng khá đẹp. Vị trí này nó có sự đổi màu ở cái nhựa này các bạn. Cái người đeo này chắc là họ có mồ hôi cho nên là nhiều mồ hôi cho nên là nó hơi đổi màu cái nhựa tí thôi thôi nhá, chứ nó không phải han gì. GB3026 cây này thì em bán, đây là vị trí này, bên bên càng kính bên này thế này, nó có hơi đổi màu thôi nhá, nó hơi đổi màu ở cái vị trí nhựa này do mồ hôi đấy các bác. Đấy, do mồ hôi, cái người này họ đeo chắc là họ nhiều mồ hôi. Có chữ bên kính bên này có cái GB này, in cái chữ GB, GB đấy, GB nhá, các bác nhìn này, có chữ GB này. Chắc là em phải nghiên cứu thêm cái điện thoại khác để em quay cho bác cho nó nét, chứ cái này thì nó
Cái điện thoại của em nó đồ cổ các bạn, nó có chữ RB, giờ giờ b giờ b ở góc này, góc này. Cái này em bán ra 2 triệu thôi nhá. Cây kính của Italia, ý kính Ý này, nên bán 2 triệu. Độ đẹp thì cũng khoảng trên 90%. Không có hộp, em bán ra 2 triệu thôi. Giá chỉ ngang mấy cái dòng kính nhựa, kính rẻ tiền. Đến mã số 4. Mã số 4 là BL5814. Em bán 2 triệu, cây này thì nó xấu. Cây này thì nó sản xuất khoảng những thập niên 70. Cái này được người dùng bên kia họ dùng rất là nhiều. Sản xuất khoảng những năm 70, trước những năm 70 thôi nhé. Cây này nó được sản xuất khoảng trước những năm 70. Cái vỏ da này thì nó rất là bền. Cái vỏ da này dùng trăm năm nó không hỏng được. Từ năm 70 đến bây giờ thì chắc là nó khoảng hơn 50 năm rồi các bạn, hơn 50 năm rồi. Trong kính thì cũng còn rất đẹp các bạn. Trong kính thì em nhìn sơ qua nó không vết xước được cả. Trong kính nó không vết xước nhưng mà cái gọng nó hơi xấu. Trong kính rất đẹp. Tất cả nguyên zin nhá. À, đây là cái càng kính này nó mục này, nó mục mấy chục năm. Nó sử dụng nhiều, cái này là sử dụng nhiều. Chứ nếu mà cái này hàng đẹp thì nó 4-5 triệu không ít đâu ạ. Hàng đẹp bây giờ là 4-5 triệu. Cái trong kính thì không có vấn đề gì cả nhé. Trong kính thì rất đẹp luôn các bạn. Nó chỉ dính bụi, dính bẩn thôi. Gần như không vết xước được cả. Cái dòng này thì nó được sản xuất khoảng những năm trước những năm 70. Cho nên là nó không có cái chữ dây ban. Nó không có chữ dây ban và cũng không có chữ BL ở đây luôn. Tại vì cái thời nó trước trước cái thời BL. BL sau này thì mới khắc BL lên. Đấy, khoảng những năm 70 trở về sau nó khắc mới khắc BL lên. Bên trên này thì nó có cái chữ BL. Bên trên này, càng trên này nó có chữ BL. Dây ban USA. Em sẽ quay chi tiết thì nó sẽ rất là khó, tại vì điện thoại nó lấy led rất là kém ạ. Quay chi tiết bên dưới này thì nó có cái chữ BL 5814 ở cái càng dưới này. Đây là càng dưới này. Nói chung là cái này nó là hàng xấu. Cái khung nó không được đẹp. Nó có những cái vị trí mà nó bị rôm thôi nhá. Có những cái vị trí nó bị rôm ở khung. Một vài vị trí bị rôm. Đấy. Cái này thì bác dùng để đeo chơi cũng được, đeo nhìn nhạc cũng được, nó rẻ. Cái càng này thì nó rất là cũ rồi. Các bác nhìn cái màu này. Nó bị đổi màu từ màu trắng sang cái màu là cái màu này không biết là màu gì nhưng mà nó rất là cũ rồi. Bên kia họ dùng rất là nhiều các bạn. Cái này họ đeo thường xuyên, họ dùng rất là nhiều. Đấy. Cái càng nó bị rôm cái này. Càng nó bị rôm này, đấy. Cái người này họ khả năng họ bị mồ hôi dầu hoặc mồ hôi muối mà họ dùng nhiều cho nên cái càng nó bị rôm, cái vị trí này nó bị đổi màu. Rồi là cái này thì nó bị lão hóa rồi. Cái này là bằng nhựa, nó lão hóa rồi nhé, nó khoảng hơn 50 năm rồi, nó lão hóa rồi, người ta dùng nhiều lão hóa rồi. Bên này cũng thế này, bên này thì vẫn đẹp hơn bên kia. Thì cái cây này nếu mà hàng đẹp thì nó đắt lắm các bạn. Hàng đẹp thì nó tầm đẹp keng tầm 4-5 triệu. Cây này là xấu thì em thanh lý cho các bác này giá 2 triệu. 2 triệu các bác nhé. Các bác đeo chơi cũng được. Đeo nhìn nhàng, nó rẻ các bạn. Nó nha, nó giá này nó rẻ hơn mấy cái con kính nhựa, rẻ tiền. Giá 2 triệu thôi nhé. Mã số 4 BL5814 giá 2 triệu. Em lên mã số 5. Mã số 5 nó là JB2132, giá 2 triệu. Cái này có hộp này. Cái này có hộp mới nhá. Chỉ có hộp được, không có khăn lau. Đây là hộp bên trong đây. Hộp thì con khá đẹp. Cái này thì nó trẻ trung, năng động và cá tính. Các bác nam nữ đều đeo được hết. Là các bác từ trẻ tuổi đến lớn tuổi đều đeo được hết không nhá. Đeo cái kính này thì nó năng động, trẻ trung, cá tính. Cái này thì nó giờ gần giống như là cái mẫu số 1. Nó gần giống luôn nhưng cái càng hơi khác thôi nhá.
trong kính thì còn rất là đẹp. Em lên video này em lên kính nhé, chiều này em sẽ lên loa cho các bác xem. Trong kính rất là đẹp. Đấy, trong kính gần như không vết xước. Bên này này có chữ RB em này. Bên này có in cái chữ RB. Đây là cái điểm nhấn của này, nó có cái sắt làm cái điểm nhấn, cái kim loại. Bên này thế này. Ở cạnh này có chữ dây ban. Dây ban. Bên cạnh bên này cũng có chữ dây ban. Cái này thì thị trường họ bán gần 3 triệu nhá, nhưng em bán cho các bác giá chỉ có 2 triệu. Cái này em chắc thị trường thấy họ bán nó tầm loanh quanh tầm 228 ấy nhá. 28 nhưng em bán cho các bác giá chỉ 2 triệu thôi. Bán loại giao lưu các bạn. Cái điện thoại của em này chắc là nó đang vòi tiền các bạn. Em đang quay gần mà nó không lấy nét được. Quay xa thì nhìn không rõ. Quay xa nhìn không rõ, quay gần nó không lấy nét được luôn. Thì để em đọc cho các bác xem nhá. RB2132F New Wayfarer, cái dòng này là dòng Wayfarer nhé, 902-5818-140-3L. Tình trạng thì còn rất là đẹp. Tình trạng cái cây này thì nó đẹp khoảng 97-98%. Bên này thì nó có dây ban, dây ban Made in Italy nhé, nó được sản xuất tại Ý luôn. Không lấy nét được luôn các bạn. Cái chữ nó nhỏ quá. Em thì điện thoại trước em chỉ quay loa thôi. Giờ quẩn cho cái kính thì nó hơi khó đây. Để xa thì nó lấy nét được, nhưng mà nó nhìn rất là khó nhìn. Dây ban Made in Italy, được sản xuất tại Ý nhé mọi người. Cây này còn rất là đẹp các bạn. Độ đẹp khoảng trên 90%. Thì em quay cái này rất là chi tiết rồi nhá. Quay này quay rất là thực tế luôn, quay rất là chi tiết luôn. Độ đẹp tình trạng như này em báo rõ luôn nhá. Con xem ảnh thì rất là khó, chụp ảnh thì nhìn rất là khó luôn. Cây này thì thị trường bây giờ em xem thị trường bây giờ họ bán nó tầm 27-28 cây này. Nhưng cây này bán cho bác giá chỉ 2 triệu thôi nhá, 2 triệu. RB2132 giá 2 triệu kính râm với nhá, kính râm. Đấy. Thì các bác quan tâm sản phẩm nào thì alo em theo số điện thoại 038-232-8302, địa chỉ em ở Yên Bắc Duy Tiên Hà Nam, em giao hàng toàn quốc. Các bác gọi không được thì các bác hãy nhắn tin qua số điện thoại hoặc các bác nhắn tin qua Zalo cho em. Tại vì cái khu vực của em thì sóng nó yếu, vừa rồi các bác phản hồi rất là nhiều. Các bác phản hồi là gọi toàn thuê bao thôi. Đấy, thực tế là người nhà nhà em gọi cũng nhiều nhưng mà cũng có khi họ gọi không được. Cũng có lúc gọi được, có lúc gọi không được mà điện thoại em mở suốt ngày luôn ý. Đấy, sóng nó yếu các bác nhá, sóng nó yếu thì gọi là thuê bao. Đôi khi thì cũng có bác gọi đến nhưng mà không nói em nói thì các bác không nghe được gì luôn. Là do điện thoại sóng yếu thôi. Thì các bác gọi không được thì đầu tiên các bác cứ gọi em thôi. Nếu mà nghe được thì em nghe. Nếu mà các bác gọi được thì em nghe. Còn không được thì các bác hãy nhắn tin cho em nhé. Đấy, thì bác nào quan tâm những sản phẩm nào thì alo em theo số điện thoại 038-232-8302. Em giao hàng toàn quốc. Xin chào các bác.